Thưa quý khán giả, ngày hôm nay khu vực Nam Bộ ban ngày trời có nắng, về chiều tối thì có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa với lượng khá nên người dân cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng cực đoan như là lốc sét cũng như là gió giật mạnh. Khi trời mưa rông, mưa sẽ khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Sau đó tốt nhất là bạn hãy cố gắng chạy số thấp, bật đèn xe và tránh phanh gấp. Chú ý giữ khoảng cách với các xe phía trước và không đi sát bên cạnh các xe lớn như là xe buýt, xe tải vì các phương tiện này có kích thước lớn dễ tạo ra các sóng nước lớn. Trong khi đó, khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ lại xuất hiện nắng nóng diện rộng trên hầu khắp khu vực với nhiệt độ trưa chiều nay phổ biến ở ngưỡng cao từ 35 đến 37 độ. Còn với Bắc Bộ, nắng nóng cũng xảy ra cục bộ tại khu vực này với nhiệt độ cao nhất tại đây duy trì trong khoảng là từ 33 đến 36 độ. Ở trên biển, quần đảo Hoàng Sa trời nắng, gió nhẹ, còn quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và dông rải rác kèm theo lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.